Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Gốm Nhà Đẹp Lạ. Hôm nay em lại tiếp tục về một số món đồ sưu tầm của Nhật cũng như châu Âu nhá. Thì bác nào mà muốn hỏi những cái món nào hoặc là sưu tầm những cái món nào thì các bác cứ nhắn vào bên ZL cho em nhá. Theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Hôm trước em có về một cái bộ này của nhà Rodan Albert rồi, nhưng mà cái này thì hôm trước nó về bị thiếu, cái link đấy bị thiếu. Hôm nay em về thêm được 5 set nữa. Set này nó là set dáng chân Avon nha các bác, không phải set thông thường nhá. Set thông thường thì dáng nó sẽ như này này. Và cái này là set này rất là giá trị và nó rất là hiếm, tem 1944. Viền vàng các bác thấy rất là hoàn hảo luôn. Em về được 5 set hoàn hảo. Đấy, các bác thấy đẹp, nước vàng. Cái hãng mà Tình Đầu Quốc Dân đấy các bác. Bác nào mà đã chơi đồ Âu thì không còn xa lạ gì với cái hãng đấy nữa. Và tiếp theo sẽ là những cái bộ set trà Minton. Đấy, những đĩa lớn. Các bác nếu như mà mình muốn thiếu mua set trà lẻ hoặc là các bác mua cả bộ thì các bác cứ nhắn với em ạ. Và hôm nay thì em về được 5 cái ly Soma Oni. Để các bác có thể mua để ghép với các cái ấm Oni, ấm Soma Oni rất là hiếm và giá trị sưu tầm rất là cao. Nhưng mà rất là tiếc do cái quá trình vận chuyển ấy các bác, nên là bị bể mất cái ly này được. Đấy, cái này em sẽ dán lại để tặng cho các bác nếu mà các bác mua một cái gồm có 4 ly Soma Oni nha các bác. Các bác nhìn cái đấy nó này. Đấy. Và kèm theo là một cái tống ạ, mang giá trị sưu tầm rất là lớn. Những cái ly Soma này nó là hàng sâu tuổi rồi, nên là để mà còn được lành tít hoặc là nó lành lặn thì rất là khó. Nếu như bác nào thích chơi sưu tầm những cái món đồ độc lạ và giá trị sưu tầm cao thì các bác có thể sưu tầm những cái như này. Mình vừa thưởng thức uống trà và những cái này nó sẽ làm cho cái bộ sưu tập của mình trở nên giá trị. Và tiếp theo đó là một cặp ly. Các bác nhìn cái chuyện hôm trước em có mua cái về được một cái ly Soma, cũng là dòng chuyện này, cũng là Soma. Nhưng mà nó có thêm chuyện hình đúc con ngựa chìm. Đấy, một cái dòng Soma mà phải nói là cực kỳ xưa tuổi và nó mang giá trị sưu tầm rất là lớn đấy các bác. Và cái này em về được một cặp này. Đấy, dòng Soma xưa ấy. Và tiếp theo em có một cái đĩa. Cái này có thể là gọi là đĩa hoặc là tô thì hơi cạn lòng, mà đĩa thì sâu lòng. Đấy, Imari vẽ Thất Phúc Thần lòng xưa. Các bác thấy cái nước vàng của nó xuất sắc. Đấy. Những cái này mang giá trị sưu tầm thực sự rất là cao. Vẽ tay 100% mà các bác nhìn đằng sau. Cái cốt này của nó là cốt men chắc và cái chuyện này. Đấy, một cái chuyện xưa. Cực đẹp luôn, Imari á. Đằng sau vẽ túi tiền, đằng trước là vẽ Thất Phúc Thần, 7 vị thần của Nhật Bản. Và cái bộ này, bộ khai khai này, hai ly chân treo Imari. Và hôm nay em có mua về được một cái ấm này là ấm chịn quả lựu nha các bác, Imari Gold. Có hình ảnh hai con gà. Và ấm này của em đặc biệt đó là ấm mini nha các bác, chứ không phải ấm lớn nha. Các bác nếu mà bác nào mà đã sở hữu ấm lớn rồi thì các bác sẽ thấy là nó rất là giá trị rồi. Và cái đặc biệt cái ấm này của em là ấm mini ạ. Ấm mini thì nếu mà người ta làm khoảng 50 chiếc ấm lớn thì người ta chỉ làm một vài chiếc ấm nhỏ thôi nha các bác. Tại vì cái này nó mang giá trị mà trưng bày và để sưu tầm cho những cái bộ sưu tập những cái dòng của dòng Imario này. Đấy, nên là cái những chiếc ấm nhỏ này nó mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó giá trị rất là cao ạ. Đấy, đây là cái bộ set trà Minton size nhỏ là còn khá là mới, còn nguyên hộp luôn. Nếu các bác mua để làm quà tặng cũng ý nghĩa nhá. Ngoài ra em có những cái set trà nhỏ của ORC. À, set này cũng là size 79, 7 và 9 ạ. Hai được một cặp ly múc nữa. Đây các bác này, trời ơi, đẹp không? Vàng dày lắm. Và hôm nay em có về được một bộ Kutani xưa. Kutani này là Kutani sâu tuổi ạ. Vẽ gấm này, vẽ hoa đào. Đấy, các bác thấy hàng xưa nhưng mà nó rất giá trị. Đấy, nhìn cái nước men cho đến những cái nét vẽ của những cái người nghệ nhân xưa rất là đẹp. Và cái chất sứ nó đẹp lắm. Mặc dù các bác nhìn thấy cái sứ này nó đã không còn, nghĩa là không phải những cái chuyện này hoặc là những cái họa tiết này, vẽ như này nó sẽ không còn mới nữa, nhưng mà tình trạng là lành tít được nguyên một đầy đủ. Ấm thì lọc tổ ong. Đấy, ấm nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, khoảng 200ml đổ về được.
và một cái bộ này, bộ đồng nha các bác. Bộ này các bác có thể mua để trưng bày cũng như là sử dụng được nhá, bằng chất liệu là đồng nhá. Đồng được khắc thủ công hết ạ. Một bộ minh tinh đủ, và cái đặc biệt nó là một cái bộ 6 set trà hoa hồng xanh của nhà ORC. Bộ này thì bác nào mà dòng sưu tầm cái dòng này sẽ thấy là một bộ đầy đủ của nó giá trị rất là lớn. Và cái này hôm nay em về được 6 set, các bác có thể mua lẻ cũng được nhá. Đấy, cái này bộ này nếu mà đầy đủ thì giá nó, nếu mà đầy đủ 15 món á, 6 set trà một đường một rót với một ấm ấy, là có thời điểm nó rơi vào giá là 15 triệu, 18 triệu nha các bác, tùy từng thời điểm á. Bữa nay càng ngày càng ít cái bộ này rồi. Đấy. Và tiếp theo thì em có một cái bộ Bijenyaki hỏa biến cực kỳ là già, cốt cực kỳ là xưa và đanh nha các bác. Và cái đặc biệt nó là cái núm cầm này, các bác thấy nó giống hình cái đốt trúc không ạ? Được nghệ nhân đấy, tạo hình thành cái đốt trúc. Đấy. Và cái hỏa biến rất là đanh và già. Đấy. Đẹp không ạ? Và cái này đặc biệt hơn nữa là nó có đầy đủ một bộ và nó cùng của một nghệ nhân. Các bác thấy cái vết vân tay của nghệ nhân họ vuốt tay và nặn thủ công còn nguyên ạ. Nên nó mang giá trị sưu tầm rất là lớn. Và cái đặc biệt nữa là nó có đầy đủ. Đây các bác nhìn cái chuyện rồi, hỏa biến cực kỳ là xuất sắc ạ. Nếu mà bác nào mà muốn sưu tầm đủ bộ, một bộ thì các bác chốt ngay bộ này đi. Tại vì em nghĩ là bộ này sẽ rất nhanh hết thôi. Để mà có một cái bộ ly mà để cùng một chuyện nghệ nhân, cũng lại cùng một ấm với cả một cái tống nữa, thì thật sự là hỏa biến. Các bác thấy mặc dù là cùng một chuyện nhưng mà cái hỏa biến của nó không có giống nhau y hệt đâu ạ. Nó chỉ cùng cái người chuyện cứu người nghệ nhân thôi. Nhưng mà mỗi cái hỏa biến là hoàn toàn khác nhau. Đấy là chính là cái nét mà đặc biệt mà lý do tại sao mà càng ngày nhiều bác muốn chơi và sưu tầm và sở hữu được những cái món đồ Bijen mang giá trị sưu tầm rất là lớn ạ. Và khi mà mình uống trà trong những chiếc ly Bijenyaki này thì, hay là những cái ấm Bijenyaki này, các bác sẽ cảm nhận được là cái hương vị của trà rất là đặc biệt và thơm ngon, ngọt, cực kỳ là đáng để chơi và sưu tầm ạ. Và tiếp theo nữa thì em có một cái bộ Sumayaki ngựa vàng. Cái này lọc tổ ong nhưng mà rất là tiếc là bởi vì về đến đây thì nó bị bể mất một ly rồi, nên là chỉ còn 4 ly và kèm theo là một ấm ngựa vàng. Và ngày hôm nay em cũng về được một bộ gồm có 5 ly 2 lớp ngựa vàng, cũng lọc tổ ong nha các bác. Đấy, đẹp lắm ạ. Ngựa vàng bên trong. Và càng ngày thì càng nhiều bác muốn sở hữu được những cái món đồ của dòng Suma này ạ. Nên là những cái món đồ này hiện tại là em cứ về được ít nào là hết luôn, không có còn nha. Ấy nên là bác nào mà thích sưu tầm những cái dòng đặc biệt đấy thì các bác cứ nhắn với em ngay ạ. Đây, em về một cái ly mốc này. Ly mốc nhá. Đấy, dòng quả. Và hai set trà quả, một set vàng, một set đỏ ạ. Các bác nhìn cái nước vàng của những cái thương hiệu lớn này. Thương hiệu này có từ giai đoạn 1775, chất liệu là xứ xương của Anh. Và những cái set này mang giá trị sưu tầm rất là lớn nha các bác. Em có về được 2 set. Đấy. Một bộ đầy đủ của nó nếu mà có ấm, có thời điểm trước em giao lưu với khách là giá là 25 triệu á, nhưng mà cái này là set lẻ, các bác có thể mua set lẻ để sưu tầm vào bộ sưu tập của mình. Nếu mà các bác thích sưu tầm set trà hoặc là những cái tách để mình uống trà. Đấy. Cái này là 2 set lẻ ạ. Và tiếp theo đó là một cái hai bộ trà ngũ sắc Areta nha các bác. Bộ này có 5 ly có nắp, một cái ấm còn nguyên mới, nguyên tem, chưa có qua sử dụng, lọc tổ ong này, còn nguyên hộp. Các bác có thể mua để chơi và sưu tầm cũng như làm quà tặng mừng tân doa, với tông màu ngũ sắc đỏ rất là đẹp luôn ạ. Và một bộ trà Areta dáng cao như này. Đấy, cái bộ này có thời điểm cái ngày cách đây 2017 em nhớ là em mới bắt đầu em giao lưu và chơi gốm thì bộ này giá là 4 triệu mấy á. Thời điểm đấy là giá rất là cao á. Bây giờ các bác mua và chơi những cái sưu tầm những cái bộ này thì nó rất là giá rất là tốt ạ, và là còn mới nữa chứ. Và cái này thì nó sẽ có 5 set trà như này. Đấy, 5 set trà có chữ ký viền vàng còn đẹp lắm. Và cuối cùng là một cái tượng cực kỳ lớn dòng Kutani xưa nha các bác, cốt rất là nặng với hai vị thần này. Đấy, các bác thấy cốt cái đáy không ạ, nặng lắm ạ. Và đây là một
một bức tượng biểu trưng cho giống như là bức tượng thần tài của Việt Nam mình ấy, thì gồm có hai vị thần, đó là thần Jebisu và thần này là giống như một những cái vị thần mà phù hộ cho những cái người buôn bán, cho những gia chủ được buôn may bán đất, rồi xua đuổi những cái điều tà ác hay là những cái mà không may mắn ấy. Chất liệu thì được nghệ nhân vẽ vàng thủ công, vẽ tay hoàn toàn. Đây, vẽ vàng cực kỳ đẹp, nó còn lành tính nhỉ? Và bức tượng này rất là lớn nha các bác. Đây, bức tượng này của em về tầm hơn 30 á, hơn 30 rất là to luôn ạ. Và nếu như mà các bác muốn chơi và sưu tầm những cái món đồ này thì các bác có thể nhắn tin hoặc gọi cho em nhá. Đây, em có một bức tranh này nữa này, bức tranh vẽ tay sơn dầu có chữ ký. Đấy, của họa sĩ Caros, bức tranh đồng quê rất là đẹp ạ. Và em xin cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ em ạ. Chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe. Tạm biệt các bác ạ.